trống. Quay cho các bạn xem. Đó, cái view nè các bạn. Cái view này. Wow. Mình sẽ kiếm cái phòng một trống. Phòng này trống nè. Mình coi nội thất nha. Đây gồm cái quạt nè. Đồ vệ sinh. Có một cái bóng đèn. Nay không được ăn mì đúng không? Dạ. Mì bà nấu có tuyệt vời không? Quá quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời với lại. Rồi con đi bà. À cảm ơn nha. Dạ, chúc bà giờ sức khỏe nha. Ừ. Mấy anh em đi chơi gặp nhà may mắn nha. Dạ. Ừ, vui vẻ rồi bắt hao nữa là một bạn nữa là phải dẫn một bạn gái cho bên đây à. Không có ghé đâu nữa nha, lên thẳng là bạc nha. Ủa nãy cái đoạn đường mà từ Tà Đùng á bạn xuống ngay ngay cái đường tẻ này nè. Ủa bạn chạy ôm cua chạy cực kỳ phê luôn. Nãy mình đưa vô con đường này các bạn, nó có khoảng là một cây số là nó đổ đá mi với đá 46 các bạn. Nhưng mà qua bên đây á, nãy mình hỏi chị kia, chị nói là nó làm đường rồi. Để mình chạy thử cho các bạn xem. Nếu mà nó ổn á, các bạn có thể đi cái đường này. Hồi xưa thì nó cũng hơi xấu thôi. Mình sợ quốc lộ 20 nó kẹt xe quá à, mình đi đường này. Cái này là cái gì chị? Bánh tráng chiên. Bánh tráng à, bánh tráng gói ra để mình chiên lên. Đây mình bán món một hả chị? Ờ, không có quyền lựa chọn. Vô là là vô đúng. Là một là ăn, hai là đến vậy. Ok. Giờ mình sẽ chạy vô Tà Đùng. Con đường khi xưa. Lúc trước mình vô tới đây là mây mù giăng lối các bạn, mưa dữ dằn luôn. Đi có uống cà phê không à? À uống cà phê ngồi đây con có thông bên kia đây. Bên trên đây này. À. Bên trên đây rộng mà. Nó mát cái nào mát được à? Cũng mát mà. Còn mới con nằm không lại đây mà cô say quá trời. Lúc trước con bị bắt mưa con ở đây nè, rồi ngủ trong phòng này quên đồ nè. Phòng nào? Ngủ phòng này nè. Đúng không? Cái quên đồ cái cô gửi ngực lên cho con. Là con ngủ đây nè. Nhớ, ngủ đây. Nhớ lại cái phòng hồi xưa. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ con trời mưa con đòi về mà bà không cho về đó. Em lại ở đây với bà. Dạ. Lâu dữ rồi mới gặp lại. Lâu dữ rồi nay mới gặp lại bà. Dạ. Hả? À, không đây đi. Đây. Chạy ra đây là phải đây chạy. Chạy ra đây là phải chạy lại uống cà phê quán bà liền. Mới à, nhớ quán bà đúng không? Mới con nằm rồi bà say quá trời luôn. Cái phòng ở dưới đó là sao bà? Mướn đi, sao? Đi nơi này có quản đâu con. Dạ. Chỉ quần có cái trên này. Mà trên này không biết có quần không. Để bà hỏi chạy thôi. Không, ý con nói phòng ở đây bà mượn. Cái này là của bà đúng không? Thường là, của bà hết. Ngày bình thường là 400, 500 à. Còn ngày lễ thì cũng có 600 à. Thì nó đợi thời cơ mà, đâu có gấp. Bà để cái đây, con ly cà phê đây. Cho hai nó ngồi đó đi. Tưởng tuổi cái khẩu trang đó là bà nhận được thánh liền. Trời, khẩu trang là nhận liền các bạn. Đúng rồi. Kia là thằng âm binh luôn cô. Mình sẽ đi quay lại chứ. Mình sẽ đi quay những cái liều dưới đây cho các bạn xem.
Đây là những cái dãy phòng nè các bạn. Phòng hồi xưa là mình có quay rồi. Bây giờ mình xuống mình quay những cái lều dưới đây nè. Hồi nãy mình quay rồi đó, nhưng mà cái máy hết pin. Tức thiệt. Nãy có cái đoạn trò chuyện với cô nữa. Nhưng mà thôi. Rồi đợi cô ra mình quay lại. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái phòng trống. Quay cho các bạn xem. Đó, cái view nè các bạn. Đây, cái view nè. Wow. Mình sẽ kiếm cái phòng một trống. Phòng này trống nè. Mình coi nội thất nè. Đây gồm cái quạt nè. Đồ vệ sinh. Có một cái bóng đèn. Với một cái chỗ nằm gì đó hết đó các bạn. Cái này có thể nằm được cầm khoảng 4 người á. Mà nó nóng ghê lắm. Cái này khoảng giờ chiều á, 20 giờ chiều. Nè nó có liều các bạn xem nè. Ở đây là cái gì đây? Cái bảng gì đây? Liều VIP. Không mang dép vào liều, không hút thuốc. Tiền bạc tư trang từ bảo quản sử dụng liều từ 3 giờ đến 9 giờ sáng. À 3 giờ chiều mới cho mướn các bạn. Tại vì 3 giờ chiều nó mới mát. Ê, đây có cháy khóm rồi nè. Wow, rất là nhiều khóm ở đây luôn nè. Quá trời cái view đẹp các bạn. Rồi lên chẳng sẽ bay live cam. Còn cái chỗ mình uống cà phê trên đó kìa. Bây giờ mình lên trên. Đây nguyên cái giường khóm luôn. Cô còn xây thêm những cái khu ở trên đó, còn những cái liều lớn hơn nữa kìa. Liều trên đó thì nó ít nóng hơn á. Dưới đây thì cho mướn từ 3 giờ chiều. 3 giờ chiều thì nó cũng mát rồi. Chỗ này cũng lý tưởng nè các bạn. Mấy cái nhà này có một năm không vô ra mà bây giờ thay đổi ghê luôn á. Đẹp lên biết bao nhiêu. Đi thôi, quá trời trễ rồi. Giờ lên Đà Lạt của bạn không có ghé đâu nữa. Để con tính tiền đó bà. À, một cà phê sữa, một chanh dây. Hết 65 ngàn thôi. Rồi, gửi tiền bà. Lần sau gặp lại bà. Nữa nha. Mỗi năm gặp bà là bà xây lớn hơn, là năm sau con lại nữa là bà xây lớn nữa. Bà lớn nữa đúng không? Bà xây cái này lớn ra thì thôi. Xây lớn nè. Thì một năm con lại là bà xây thêm góc hết trơn nè. Năm sau bà lên thêm mấy cái lầu nữa. Không, lần sau lại phải ăn mì mới được. Bữa nay no quá không ăn mì của bà nấu quá. Rồi. Nay không được ăn mì đúng không? Dạ. Mì bà nấu có tuyệt vời không? Quá quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời với lại. Rồi con đi bà. À cảm ơn nha. Chúc bà giờ sức khỏe nha. Ừ. Với anh em đi chơi gặp nhà may mắn nha. Dạ. Ừ, vui vẻ rồi bắt đầu nữa là một bạn nữa là phải dẫn một bạn gái lên đây à. Không có ghé đâu nữa nha, lên thẳng là bạc nha. Để chạy trước cho.
mình đi cái đường này cho nó lạ chơi vậy đó. Không thôi nãy các bạn chạy thẳng quốc lộ 28, các bạn qua quốc lộ 20 cũng được đó. Mình đi cái đường này cho nó lạ, mình hơi xa xíu. Lúc trước mình có đi đường này hết một lần rồi. Mình sợ quốc lộ 20 nó kẹt xe quá à, mình đi đường này. Điện mặt trời kìa. Đây là một cái thiên đường cà phê luôn. Dốc 8%. Ủa hồi nãy cái đoạn đường mà từ Tà Đùng á, bạn xuống ngay ngay cái đường tẻ này nè. Ủa bạn chạy ôm cua chạy cực kỳ phê luôn. Qua bên đây cái nó khỏe bớt rồi, cua bên đây nó không có gắt như bên kia. Wow, các bạn ngắm cảnh như mình nha. Này thấy đường đá không? Xung quanh là cà phê, đường thẳng tắp luôn. Đó làm gì kìa. Rồi có cái cây cao vồng luôn kìa. Trời cổ thụ à. Cái cây siêu to luôn. Lên đây nó lạnh lạnh chạy đã thiệt. Bạn coi cái tay mình nè, bị mắc bao tay, không đeo bao tay á, giờ đổi chét luôn à. Quá sướng, quá sướng. Bữa nay mình lên Đà Lạt á thì người ta đổ về cũng bớt rồi. Đường này mà xe cũng nhiều ghê á. Quốc lộ 20 bữa nay chắc ngạt luôn các bạn. Cái cỏ này chơi. Ê, đợi dựng sát vô, dựng vô lại trong nè. Cho xe nghỉ mệt đi, hồi đổ được cái đèo đó. Khó, hồi nổ có máy bây giờ. Để chụp hình cho bạn, đứng lên đứng lên. Gì? Chụp sao? Thấy gì không? Cầm cái bông được rồi.
Cái này là giống cỏ bông lau á ha. À, gì bẻ cỏ lên Đà Lạt coi có em nào không để anh Mẵng tặng. Tặng em lên Mẵng. Tặng mày làm gì? Nè. Bỏ lại. Tăng Thành Lâm Hà. Mình vừa vào Lâm Hà đó các bạn. Các bạn coi nhà ở trước kìa. Ôi dồi. Giữa cái thung lũng các bạn. Quá trời nhà luôn kìa. Ôi dồi cái dốc. Trời luôn. Để mình vượt qua cái ô tô này cái. Ủa có cái quán cà phê kìa. Cà phê ngắm view những ngôi nhà. Bên đây là dãy núi, bên đây là những ngôi nhà. Ôi dốc ở đây căng ghê á. Ủa có cái con đường nó lên đâu à? Con đường bê tông. Này như là đổ dốc này là xuống Lâm Hà nè. Đổ dốc liên tục luôn. Hoành tráng ghê đó các bạn. Hồi nãy mình vô con đường này các bạn, nó có khoảng là một cây số là nó đổ đá mi với đá 46 các bạn. Nhưng mà qua bên đây á, nãy mình hỏi chị kia, chị nói là nó làm đường rồi. Để mình chạy thử cho các bạn xem. Nếu mà nó ổn á, các bạn có thể đi cái đường này. Hồi xưa thì nó cũng hơi xấu thôi. Bây giờ nếu mà nó làm hết đường luôn á, thì đường chắc chạy là rất là đã luôn á. Bây giờ để mình chạy thử một đoạn thật là dài coi. Nếu có chỗ nào xấu quá thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Còn nếu ok hết á, thì quá đã luôn các bạn. Được đi đường mới luôn. Nhựa mới toan luôn nè. Đường này là đường đi cặp bên với quốc lộ 20 các bạn. Như là mới tu sửa lại luôn nè. Đây rất là nhiều vườn cà phê luôn. Có một cái con dốc 10% mà. Hy vọng là nó sẽ đẹp. Nó mà đổ đá mi một cái là chết luôn các bạn. Đường đã xa rồi mà đi đèo mà còn gặp đá mi thì thôi rồi luôn.
cái khu rừng thông kìa. Ô khúc này nó chưa có sửa đường à, hình như có sửa đường ở dưới không à. Quá trời dốc này nó cao, số 4 lên không nổi mà. Ôi cổ gà kìa, đường này nó tu sửa là đúng rồi đó. Thấy cổ gà đó nó hơi khủng hoảng luôn á. Chạy mà hồi hộp quá mà. Đường này nó bé quá ta. Xe tải lên nó hơi nguy hiểm á. Đó, bắt đầu thấy rừng thông rồi kìa. Hơi hơi xe lạnh rồi. Chúng để mình đi qua bên đó lần ta. Qua wow, quá trời rừng thông rồi kìa. Hình như mình đang bước vào một cái con đèo nào đó. Lên dốc. Quá trời dốc. Năm giờ mấy rồi các bạn, không biết mấy giờ mình mới tới Đà Lạt nữa. Mình còn tới cả 50 cây nữa. Mặt trời đang lặn rồi kìa. Ủa cái đường nó bé. Không có một cái kính lồi nữa chứ các bạn. Thế con đường bên kia là thấy hơi ớn ớn rồi đó. Ây dù, ổ gà kìa, ổ gà kìa. Ây dù. Chị ê, gần đây chỗ nào bán bánh căn ngon chị? Cái gì vậy? Bánh căn. Bánh căn giờ ai bán mà ăn? Giờ không có hả? À. Giờ ăn gì ta? Cháo lòng kìa. Chị có bán buổi sáng thôi, giờ ăn lẩu gì được. Ồ, lẩu bánh biến đi. Rồi. Thôi đi dài dài có gì ăn đó đi. Ừ, vậy ra làm mấy cái bánh tráng nướng mấy củ khoai rồi no cha. No, no nổi, trời ơi, tướng tướng này rồi. Ủa cái gì đèn chiếu chiếu vậy? Chiếu ra ngoài quảng trường á. Đi. Quảng trường chiếu ngoài, mai á, mai có lễ hội. Cách gì qua không, lễ hội âm nhạc quốc tế thế giới. Ở đâu hiện ra đâu? Quảng trường ngày mai là ngày mai đêm mai là chính thức. Có gì vui như vậy, có chương trình gì vậy? Chạy đan, âm nhạc quốc tế hơi bị lớn. Rồi, rồi. Ừ, mai tối mới ra đó mà coi. Rồi ok, cảm ơn chị. Bánh mấy giờ vậy? Tắm hơi đi hay gì? Cặp đó. Rồi à, buổi sáng ở đây ăn bánh căn ở đâu chị? Bánh căn hả? Bánh căn gì Phan Đình Phùng hoặc là bánh ăn bánh căn về vệ sinh. Chỗ nào gần nhất? Phan Đình Phùng gần nhất. Rồi, để đến mai chị chỉ em đi vào bánh. Dạ. 18 triệu tiền đâu mua? Giá nhẹ đúng cặp vé 18 triệu tiền đâu mua? Anh đi coi anh nhảy lên, anh nhảy đến đầu chỗ da nè, rồi anh bắt cái thang lên, lấy mượn ghế cao cao bắt lên. Sỏi ghê. Có gì nhờ chị coi. Dạ không. Sao anh bán lạnh không? Bình thường. Cũng hơi tê tê. 20 độ một cái ghê. Giờ mình sẽ đi ra quảng trường. Người ta để đây chắc ai ăn được chứ. Ăn thử lại. Chưa có đồ ăn đem ra rồi ăn gì. Ăn thử lại. Ăn sống sao được quá. Thì cái này tỏi cô đơn nè. Cô đơn hoặc cô đơn thì nó biết cỡ cô đơn là sao không? Thì nó nhỏ nhỏ nè. Có con củ một còn quay à. Cỡ cô đơn là có củ còn quay, còn này có tép rồi tỏi. Giờ tỏi này là tỏi tỏi gia đình. Nhưng mà nó không có giống tỏi mình. Mình không biết thiệt đó mà cứ cãi cãi đi. Tép thử. Lúc trước thì đi mấy lần còn tỏi con. Ủa sao nó kỳ vậy ta? 6 năm rồi. Nó ngọt chết à. Đây là lần đầu tiên ăn món nem nướng Đà Lạt. Sao có nước chấm nó kỳ vậy ta? Nó là sao? Nó mặn ngọt gì không? Nó lạc lạc, ngọt ngọt.
kiểu gì á. Nồi rau, tất cả các loại rau. Bánh tráng sữa, bánh tre nè. Mày ủa rồi, rồi em đâu? Chưa. Cái này là cái gì chị? Bánh tráng chiên. Bánh tráng à, bánh tráng gói ra để mình chiên lên. Đây mình bán món một hả chị? Không có quyền lựa chọn. Vô là vô đúng. Là một là ăn, hai là đánh vậy đấy. Chị, cái nước chấm đó đậu phộng với cái gì vậy chị? Thịt nạc xay. Bớt đi. Về Sóc Trăng ăn đi. Đúng rồi đó, về Sóc Trăng ăn đi. Lên Đà Lạt rồi rồi. Rồi. Về Sóc lên Đà Lạt mà kêu số lại xong con nói dặn đấy, dặn đấy. Rồi mà khác cái lại đây nó không có bún nè. Sao này nó không có khế chua ta? À, giờ nó thấy cái chua bằng nè. Nè nó thay bằng cái dưa chua kìa. Cái này là chua nè. Ăn đi bớt đi. Trời ơi chua chứ chắc vừa ra lụm liền chắc. Đâu đâu coi cái rồi. Ờ, cảm nhận rồi. Chào chào. Bụng mới nghe nó mặn. Trời ơi, review kìa. Chị nói kìa. Chưa. Dạ, em chưa ăn đó chị ơi, đem ăn thử cái. Vì chị ra đây cho Hồng Trắng vài câu đi. Để mình thử cái... Chứ người ta biết chị là ai đâu, người ta ghé đây. Cho địa chỉ cũng được nè, tên nè. Ngon á. Chấm thì cuốn rồi đúng không? Thôi, bánh tráng chiên. Bánh tráng chiên thì mình không thích mấy, tại vì mình không thích ăn đồ giòn. Củ thắng muối hả? Lần đầu ăn cái củ thắng muối luôn á. Tưởng là củ cải trắng. Tôi tưởng là củ cải trắng rồi. Ăn gói là chưa ăn nữa, ăn hai gói vậy. Cái đang đói mày, mày ăn đi, mày cầm mấy bài đi. Thôi vậy mình tắt, mình phải ca hết rồi, ăn quá trời ăn rồi. Tính tiền chị ơi, nhiêu chị? Ba phần nhiêu? 150. Anh bẵng có 100%. Tại chị nghe ta nói 100% thì hạ giá đi ngoài chứ. Hả? Cho anh chọc hai. Có đi đón khách luôn á. Đón chưa? Chọc anh. Đây. Cảm ơn nhiều. Ngon quá chị. Đó, biết về quảng cáo rồi lên cho chị. Người ta có biết chị tên gì đâu, quảng cáo người ta biết. Đó, Đơn Dương rồi, người ta có bạn. Đơn Dương. Mình nói gì người ta còn cự được, mình nói vừa đu giờ biết chị. Đi gọi người ta quấn không bây giờ. Đu quá đã rồi, bóng thoại lên chụp tấm rồi. Không vui rồi. Ngôi nhà huyền thoại, ngã tư huyền thoại. Một cái ngã 5, ngã 6 huyền thoại. Thành phố Đà Lạt. Ngày bữa nay ngày mấy ta? Ngày 1 tháng 5. Ngày 1 tháng 5. Đi tới hết tiết ngày luôn. Đi quảng trường trước đây, bên đây nè. Qua cái gì vậy? Bông cái gì vậy? Bên kia cái hàng đó hàng bông hả? À? Hay là đèn gọi lên vậy? Đó kìa. Ê, nếu mà đứng ở dưới đó, mày đứng trên này chụp xuống thấy không? Thấy cái đó không? Sao mày đưa xuống rồi? Thấy đó là cái gì mà nó chiếu dữ vậy trời? Ua người kìa. Hình đâu? Anh nhìn góc gì vậy? Giờ nhìn nhỏ xíu vậy ta? Sao nhìn kia? Sao nhìn đây hết rồi đúng không? Cho xíu. Đủ vui ra chưa? Vui chứ, nhưng mà uống được có 1 miếng à. Rồi kia hết rồi. Bắp cải hả? À? Chụp bắp cải không? Thấy gì không? Thấy chứ. Có hàng khấu kìa. Đây là một cái ông nè các bạn. Đồng chuyển luôn.
Đêm Đà Lạt rồi. Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng bỏ rác đúng nơi quy định khi mua sắm và sử dụng dịch vụ tại quầy. 6. Nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng thông báo cho lực lượng ban quản lý chợ Đà Lạt hoặc các ngành chức năng để xử lý các đối tượng như móc túi, tiền đạo giấy phép. Nếu vi phạm một trong những nội dung trên, ban quản lý chợ Đà Lạt có thiết hợp với các ngành chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy công trọng thông báo, để trường và các cơ sở dịch vụ phải thay đổi trở nên đẹp. Ủa, còn xe cộ gì ta? Không thể đồ giả ta. Ủa, Đà Lạt đâu có sông đâu mà, có biển đâu mà, sao có cá. Cái này là đồ giả à? Dạ. Mình dòm cái tưởng đồ thiệt. Ngào mới ngon chứ. Ngào mới ngon chứ. Bạn ơi, mình còn hộp này bạn ủng hộ mình nên bán rẻ cho 200.000 thôi. Mai về chứ bạn. Dạ. Mai bạn về chứ. Mai về. Mai về bạn ủng hộ mình hộp này đi. Mình rẻ rẻ cho 190 anh em với nhau á, cho mình về cho con bú nữa. Thôi. Bạn giúp giùm mình đi bạn. Rồi đây mấy đứa ăn thử, mấy đứa thì cho mấy cái cây. Được rồi, em ăn được. Bà này bán dâu mình bán xoài rồi, bạn mua ủng hộ mình đi xoài. Cảm ơn mấy đứa nha, ăn ngon rồi chứ. Đó, bạn quay mình đó. Nhấp vô. Được. Nhỏ quá, nhỏ hơn sai đầu à. Trời, cái đầu tôi nó còn rộng cái đầu tôi này à. Như nhau à. Cái này sao, cái này đội bán vé số được hả? Ừ, đội bán vé số ổn đó. Không, mấy anh này là chắc là có chiếc xe tải á, lúc hết giờ bán có chiếc xe tải chạy lại có tay nó dày quá à. Cậy tiếp hết đi chị, vừa bán chậu 60 ghê không. Ừ. Bao tay 2 chục. Không nhận nhiều. Kiếm bao tay. Bao tay á chị. Thế cơ nào rút giùm em được 10 giây ra đúng rồi. Bao tay hả em? Bao tay sẵn không? Bao tay thường á, rồi bao này bao tay len không ạ? Len thường á, trả tầm báo mọi người. Dạ rồi, cảm ơn. Sao nó bự vậy vậy? Dạ dạ, giống mình ăn Mỹ nên nó bự em. Tù lù. Thank you.
Mũ van nóng, món gì nhỉ? Chả cá Hàn Quốc. Ba, niêm yết giá bán hàng bình thường, rõ ràng, tin từng loại sản phẩm, bán đúng giá niêm yết, không kinh doanh các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 4. Không có hành vi chào mời, lôi kéo khách hàng vào mua sắm tại cơ sở kinh doanh của mình. Giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt, hiền hòa, thanh lịch đến khách trong kinh doanh. Tuyệt đối không để xảy ra phản ánh, kiến nghị của khách hàng liên quan đến thái độ phục vụ, chất lượng, giá cả hàng hóa dịch vụ của cơ sở kinh doanh. 5. Tự trang bị rõ vị giác tại quầy, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng và giác ý mua gì thì đó, tôi trong coi đi chị. Tại quầy. 6. Nước phòng tự trang bị, không phải thông báo dịch vụ của cơ sở kinh doanh hoặc khách hàng. 3. Lưu mức giá bán hàng bình thường, rõ ràng, tuyên truyền loại sản phẩm, bán đúng giá niêm yết, không kinh doanh các loại hàng hóa, thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 4. Không phải chào mừng, chào mừng, chiếc này nè, đặt em ăn đây nè, chiếc này lại, bưng em đi bắt em. Nhau đi em, chăm nghe một hồi trong học ấy. Không gì. Mua hoa bất tử. Quay sau lưng luôn quá. Tiền đá. Ăn đầu hút nước đường không? Có. Kiếm kia. Cái gì? Có. Tiền đá. Cái gì vậy? Tại má ơi. Cây cu ly. Tiền đá. Này mua làm gì đâu, bao mày. Chuối. Con tìm ở đâu bên kia á chứ. Hay là tao hốt hết mẹ đó rồi. Hồi nãy cô để ngay cái cột này nè. Hồi nãy giờ có ai vô đó hốt đồ hốt gì ở đâu. Để cho em có không? Em một cái có không? Để em cái sữa đi. Lấy cho em cái sữa đi chị. Quân ấy dọn giống chân rồi, dọn từ rưỡi dần cái mình đó, dọn xong cái mình lên bậc thang tam cấp ngồi luôn. Đặc sản của chợ Lạc bạn, cái anh Nhân Quân đi ngang hốt đồ hết trơn luôn.
Rồi. Wow. Đại mắng ơi. Ôi, cả nhà bảo ba để tứ ở đây tứ coi cô chủ quán. Lấy cho em một cái bánh tráng. Với một củ hoa lan. Rồi mắng. Gọi bố là dẫn ra chợ đêm với các bác. Các bác. Rồi chính chưa đi. Bác Quân với bác Toàn đang chờ, hôm nay bác Toàn đang chờ. Đẹp. Thôi được rồi, tí nữa cô đang về cho thích ăn gì. Có lấy cái lan không ăn? Bánh trắng trộn á, không ăn đâu, nóng lắm. À, giờ đã lại đau bụng, ăn trứng nướng không? Cái này chi để đi chị, nóng nóng đi rồi cái bánh xong đưa em mang về luôn. À dạ dạ. Quả trứng nướng á. Để cho nó nóng nóng. Ok, ăn gì được hả? Cô ơi cô, bố cháu say mà kéo quần lên không kéo đi ngủ rồi. Cháu muốn đi chơi nhưng mà không ai dẫn đi, tí nữa cô về cô cho cháu sẽ ăn cái gì với nhá, cháu hết đau bụng rồi. Cái về gửi em nghe. Bố mày sao lát đấy. Có thể uống mấy đâu mà đã say rồi. Bố mày với vô linh một lần chứ chú vô linh nhiều lần. Mày chú mà nó còn không. Tính tiền anh mày. Dạ. 4:00 mấy? 4:20 nó kêu dậy rồi. Vậy có hỏi không? Không nói mày dám. Rồi xin lỗi. Em dứt này em đi xong mấy. Ừ vậy mà hứa. Đâu cái xe cậu này nằm tú tù lộ trong nhà ngày qua dắt thấy bà nội luôn. Vậy mà hứa. Tức thiệt. Ủa, em gặp em còn thức hả? Chị, cái cây này là bông gì chị? Cây này bông liễu. Liễu hả? Mà cái người đi săn mây thì không đi, mà cái người không đi săn mây thì đi, mà xây trong nhà luôn. Ây trời. Sáng nay vậy, ủa em đi đâu vậy? Em đi săn mây, lại hồn. Cho em mượn cái nón này. Tại em đổi cái nón lớn, cái công đổi. Rồi, cảm ơn chị. Em vú cà phê. Cảm ơn chị.